Em mời anh giới thiệu giúp giùm em để gỡ đến quý vị khán giả thân thương, anh tên gì, từ đâu đến và năm nay anh được mấy mươi ạ? Em mời anh. Xin chào hai anh và các chị, anh tự giới thiệu, anh là Lê Hữu Quốc ở Crono, Đắk Nông. Dạ anh Quốc, anh Quốc à? Anh dạ. Quốc, Lê Hữu Quốc. Dạ. Anh Quốc năm nay được anh mình được mấy mươi anh Quốc ạ? Anh sinh năm 1968. Năm nay là coi như 54. Dạ, 1968 54 tuổi anh Quốc ha. Dạ, cảm ơn anh Quốc. Dạ anh Quốc giới thiệu thêm giúp giùm em về tình trạng hôn nhân gia đình của mình ạ. Nói chung là hôn nhân gia đình của anh là nói chung là có coi như 5 người con. Dạ, 4 gái, 1 trai. Nói chung là đã có gia đình là 3 rồi. Là còn hai nữa, còn đứa đầu với cái gì thằng con trai mới đi bộ đội về. Dạ. Thì nói chung là giữa vợ chồng nói chung là sống cái tình cảm nó không có cái gì thì mặn nồng và coi như không biết là chia sẻ động viên nhau, nhiều khi thấy cũng lạnh nhạt quá thôi coi như. Tại hôm nay anh cũng xin là nói thôi coi như thì duyên nợ của mình không còn nữa thôi, mình cứ làm đơn rồi ra tòa coi như ở chia tay. Đó. Dạ. Tính đến thời điểm này là mình nhận quyết định ly hôn của tòa án được khoảng bao lâu rồi anh Quốc ha? Nói chung là bữa nay là coi như 2 năm rồi. 2 năm rồi. Là hiện nay là mình được mấy thông gia của anh Quốc à? Được 3 thông gia rồi. 3 thông gia rồi. Dạ. Cháu nội cháu ngoại đầy đủ hết chưa anh? Nói chung là được 5 cháu ngoại thôi. Wow. Ông ngoại được 5 cháu ngoại rồi. Rồi cháu nội có chưa anh ạ? Cháu nội thì chưa. Cháu nội, dạ, cháu nội chưa. Thằng con trai thì có gì sinh năm 19 tháng 9 năm 2000. Dạ. Vừa đi bộ đội về xong. Dạ thôi chơi. Tuổi nó cũng còn trẻ mà từ từ ha anh ha. Dạ rồi. Hiện tại công việc của mình là mình đang làm công việc gì anh Quốc à? Nói chung công việc bây giờ là có gì nhà cửa anh đóng lại, rồi có gì anh vẫn đi làm ở ngoài. Nói chung anh đi tỉnh này qua tỉnh khác vậy. Anh đi làm có khi thì bảo vệ. Rồi có gì đi năm 2 năm rồi anh mới về. Đó, thì nhà có công việc gì mới về, là còn có khi là đi đi suốt. Lúc nãy anh Lắc nói là anh Quốc ở Đắk Lắk, Đắk Lắk ra ngoài đó thì em thấy cái môn của vùng miền mình rất là đa phần cà phê anh ha. Đúng rồi, nói chung là hồi trước á là mà chưa tách tỉnh Đắk Nông ra là từ Đắk Lắk. Dạ. Vì gia đình anh vào đây là từ năm 77. Dạ. Thì giờ bắt đầu tách sang tỉnh thì giờ là thuộc về Đắk Nông. Rồi mình nói về quê mình có trồng cà phê là bơ gì anh Quốc? Giờ hiện giờ thì nói đúng ra là hồi trước á là đất của anh thì nói chung là ở 8 mẫu. Thôi, 8 mẫu là cái gì? 1 mẫu là 10.000 mét đó. 80.000 mét vuông. Trời ơi, 8 mẫu đó. Rồi sao anh làm nổi? Bắt đầu mày có con cái nào lớn nó đi làm hết rồi, bắt đầu anh mới bán. Anh bán hết. Đó. Cái thời điểm mà 8 mẫu đất đó em nghĩ nếu mà làm em nghĩ chắc phải đông đông người làm lắm anh Quốc ha. Nói đúng ra là 8 mẫu đất này có mình anh phải có gì bà vợ làm thôi. Chứ còn con cái nó đi làm, mà con anh nó ra nó đi làm hết. Mình trồng gì anh? 8 mẫu đất trồng gì anh? Trên đó là cà phê, cà phê. Rồi có gì là trong điêu. Rồi có gì là sầu riêng. Có bơ không anh? Trên đó có bơ. Nói chung là có bơ thôi. Dạ, bơ Đắk Lắk ngon à. Lúc đó mà 8 mẫu thời điểm đó, 8 mẫu mà hai anh chị làm mà vô đến cái mùa mà quy hoạch chắc mình cũng phải là thuê nhân công hái phụ chứ làm sao mà kịp á anh ha. Nói chung là khi mà khi mình làm á là khi đó là mình mới trong thì nói chung năm thứ ba thứ tư là có gì nó sụt giá đó là có gì bán luôn. Dạ, tại vì em nghĩ là một mẫu đất là 10.000 mét vuông. Một mẫu là 10.000 mét vuông mà anh 8 mẫu là 80.000. Trời ơi, lúc đó anh là 80.000. Em nghĩ mà hai vợ chồng chắc làm sao nổi ta? Nói chung là bên ngày là làm rẫy, đêm là xuống hồ là đi thả lưới thả nó rồi kiếm tiền để cái gì à, nuôi cả con đồ cái gì à. Rồi. Dạ. Em cảm ơn anh Quốc hôm nay đến với chương trình để bày tỏ bản thân của mình. Dạ anh Quốc cho em hỏi là những ngày gần đây sau khi mà anh xem chương trình Kết Nối Yêu Thương Bên Em rồi ngày hôm nay vào đây để mình bày tỏ bản thân tìm một nỗi yêu thương thì có bao giờ mà anh Quốc được người thân hay trong gia đình những đồng nghiệp của mình là động viên anh bước thêm bước nữa để tìm một nửa yêu thương không ạ? Nói chung là anh đi ra thì bạn bè nói thôi, giờ nói chung là kỳ duyên nợ vợ chồng mà không còn liên kết gặp bỏ với nhau thì thôi, đã ly hôn rồi thì thôi, giờ cũng cố gắng đi ra là
gặp ở đâu thì mình tìm hiểu, mà nhưng mà cũng có gặp mấy người nhưng mà thấy là tính cách của những người đó nó cũng phù hợp. À, dạ anh ơi, anh có thể chia sẻ thêm giúp giùm em á, như là năm nay là anh 54 tuổi, để mình tìm một nửa yêu thương cho mình đó anh, thì anh tìm một người bạn đời của mình á là cái độ tuổi khoảng bao nhiêu tuổi, rồi cái tính cách như thế nào để phù hợp với cái tiêu chí của mình, em mời anh chia sẻ. Nói tổng ra thì cái đó anh không đòi hỏi gì nữa, chỉ cần là cái mẫu người nói chung là bình thường thôi đó. Nhưng điều là cái độ tuổi là từ coi như là 45 hoặc là 50 đồ đấy. Dạ, từ 45 đến từ 45 đến 50 anh ha. Đó, đến 50 đó. Dạ. Vì anh thì nói chung cái tuổi thì 54 rồi thì anh chuyển là từ 45 tới 50. Dạ. Biết yêu thương thật lòng. Dạ. Đến với nhau là phải thật lòng. Dạ. Biết đồng viên, chia sẻ, an ủi lẫn nhau. Dạ. Hỗ trợ lẫn nhau. Để về sau này là có gì ở lỡ đêm hôm có chuyện gì mình để có gì hỗ trợ cho nhau. Anh Quắc có một cái dự định cho mình là sau khi mà anh em đăng tỏ video, nếu cảm thấy đủ duyên thì có chị nào đỡ anh và chị tìm hiểu. Biết đâu trong cái thời gian mà tìm hiểu đó anh chị cảm thấy hòa hợp với nhau, thì anh có nghĩ là đến cái thời điểm nào anh với chị tiến đến hôn nhân gia đình sâu hơn không ạ? Thì anh cũng hiến hứa rằng nếu như mà cái duyên anh mà gặp bất cứ ai, nếu mà nói chuyện tính cách phù hợp thì anh cũng là cũng xin chính đăng là có gì là để lại có gì với chương trình, là có gì để xin là đăng ký và tổ chức. Anh xin thưa là anh sẽ có gì bảo vệ người đó để có gì hết cuộc đời. Dạ rồi em hiểu anh rồi, có nghĩa là sau khi mà anh tìm được, anh cảm thấy hòa hợp thì anh sẽ thông báo trên chương trình là anh với chị sẽ là đến với nhau. Đúng rồi. Và khi đến với nhau thì anh sẽ hứa là chăm sóc một người bạn đời của mình hết mỗi ngày còn lại anh ha. Đúng rồi. Đó, dạ. Anh hứa là nếu mà tính cách phù hợp mà nếu được với nhau mà nói chuyện nhau được là anh cũng chính nói đó là hai đứa sẽ đến lại với chương trình ngồi được bằng máy để nói chuyện và hứa là xin hứa bảo vệ nhau trọn đời. Dạ. Bây giờ hiện tại giờ mình đi làm ở tỉnh này tỉnh kia, rồi nhà ở ngoài quê của anh giờ là ai ở anh? Nói chung là anh đóng cửa đóng ngõ lại, anh giao lại hết, nói chung là giờ anh đi thôi, thì nói chung là mỗi năm anh mới về. Dạ. Có nghĩa là giờ là nhà cửa mình đã có riêng tư rồi, nhưng mà mình đi làm đóng cửa lại. Còn sau khi mà chia sẻ video cảm thấy đủ duyên mà tìm được chị nào đó thì cái giờ là nhà cửa thì có sẵn rồi nè, có sẵn đó, khi mà anh chị về là có chỗ ở rồi, không phải lo về đi thuê nhà này kia nọ nữa, vất vả anh ha. Rồi. Dạ. Anh Quắc có thể tiết lộ giùm em để quý chị an tâm một phần nào ha, anh cảm thấy chia sẻ được thì anh chia sẻ, còn không thì thông cảm giùm em anh nha. Như là bây giờ nhà cửa là anh cũng có chuẩn bị cái chỗ an cư lập nghiệp cho mình rồi nè. Đúng rồi. Thì ngày hôm nay đến với chương trình để anh bày tỏ tìm một nỗi yêu thương, cảm thấy đủ duyên thì tìm được chị nào đó, thì anh cũng nói là để tiến đến cái hôn nhân gia đình đó. Được. Thì mình có chuẩn bị, cũng như là khi mình làm lễ cưới dù cho to hay nhỏ gì cũng phải có phần chi phí trong cái buổi tiệc anh ha. Thì rồi. Anh có khoản chi phí đó để chuẩn bị cho ngày thành hôn của mình cho anh nè. Nói đúng ra thì có gì nếu như khi mà duyên mà đã đến với nhau được là anh sẽ có cái gì ở chuẩn bị cái số tiền đó, và nói chung là làm để cái mời nội ngoại người thân bạn bè có gì này tới có gì là chúc phúc cho có gì là tặng là cái đoàn nửa đời còn lại của mình để có gì là mở mặt mở mày với bạn bè. Nói đúng ra từ xưa mà anh lấy con vợ trước á là anh chưa biết cái đầm cưới với chủ rể như thế nào mà bởi vì gia đình nội ngoại không ai ưa, mà kia mình từ tìm hiểu mình từ ưa nhau đó, chưa biết cái lễ. Bởi giờ anh ngồi đây để anh chính giờ tụi em làm thì cái cầu nối, nếu anh gặp người nào được là anh phải có gì cũng làm nhiều cái đó để tổ chức, và có gì để nội ngoài có gì là bạn bè xã cần để tự có gì ở chúc phúc cho hai người. Vậy là em hiểu rồi, có nghĩa là trước đây anh với chị đến với nhau nhưng mà không có tổ chức lễ cưới. Đúng rồi. Nên là giờ là hôm nay anh đến với chương trình, nếu mà đủ duyên mà tìm được một nữ yêu thương thì anh và chị sẽ tổ chức cái lễ cưới để là mình cảm nhận được cái ngày thành hôn của mình nó vui đi anh ha. Đó thì anh có chia sẻ là trước giờ anh chưa một lần nào tổ chức đám cưới, đó là ước mơ của mình những cái ngày còn lại.
Đúng rồi. Vậy là chắc có lẽ là đợt này chắc cũng là chuẩn bị tài chính rồi, sẵn sàng hết chứ anh? Nói chung là cũng có chuẩn bị được là một số rồi. À, vậy là được đấy. Đàn ông vậy mới ngon chứ. Có nghĩa là giờ là chỉ cần tìm hiểu tính cách thôi. Nhà có rồi nè. À, tiền tiệc cưới cũng chuẩn bị rồi nè. Đó. Bây giờ là còn cái hòa hợp là hai hòa chúng ta về chung một nhà ha. Về chung một nhà rồi là rồi đăng ký thôi là xong thôi, cởi đi tập. Dạ. À, dạ thời lượng video đến đây, anh Quách có đời lời nào gửi lời chúc sức khỏe đến quý khán giả xem video, và bên cạnh đó là quý chị xem qua chương trình để quý chị hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của anh Quách, quý chị liên lạc về chương trình ạ. Em mời anh. À, trước hết đây có gì anh cũng xin chúc có gì hai em và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc, và có gì là cũng xin chúc có gì là quý ông quý bà cô bác anh em ở trên cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước là lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Dạ em cảm ơn anh. Dạ dạ có lẽ là thời lượng video ở đây em cũng xin tạm khép lại chương trình, cũng xin kính chúc anh Quách một ngày sớm nhất mình tìm được một nửa yêu thương, và cũng xin kính chúc quý khán giả xem video ngày mới an lành và hạnh phúc. Dạ trong quá trình chia sẻ video có những gì xê xức về âm thanh hình ảnh lời nào ấy không được lưu lót, cũng mong quý ông bà cô chú quý anh chị để là phần comment hướng dẫn dạy bảo anh em ra những cái video chất lượng hơn, không phụ lòng ông bà cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ xin chào và hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo.